mỗi ngày. Đón Valentine với món salad cô Thanh. Mến chào các bạn của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và thưa các bạn, để làm món này thì trước tiên chúng ta sẽ cho những cái ớt chuông khoảng chừng mỗi thứ khoảng nửa quả thôi các bạn. Chúng ta nhớ là áp lên chảo không dầu nha các bạn nha. Nhưng mà làm như vậy có tác dụng gì hả anh Vũ? Thưa các bạn, chúng ta áp chảo với không dầu như vậy để cho ớt chuông có mùi thơm đặc trưng nha các bạn. Giống như cái mùi ớt nướng này kia đó, rất là hấp dẫn. Ớt chuông sau khi chúng ta áp chảo xong, chúng ta để ra thớt cho nguội. Sau đó chúng ta cắt ra thành sợi nhuyễn. Cua Thanh xé ra thành từng sợi tơ hồng. Đây, rồi. Chúng ta cho vào trong một cái tô để chúng ta trộn. Những sợi rất là đẹp rồi, chúng ta cho vào trong đây luôn. Rồi, màu đỏ nè, màu xanh, màu vàng. Bây giờ chúng ta cần màu tím, màu của tình yêu. À, thấy không? Chúng ta cũng cắt sợi nhuyễn luôn. Chúng ta cắt ra những sợi đều nhau như vậy. Rồi đây chúng ta cắt nhỏ. Giờ chúng ta sẽ cho vào đây dầu ô liu nha các bạn. Rồi kế tiếp chúng ta cho ở đây tỏi xay. À, xào cho tỏi dậy mùi thơm tí xíu. Kế tiếp chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào. Chúng ta xóc nhanh thôi. Xóc nhanh thôi các bạn. Dạ. Đây. Không xào quá lâu đúng không anh Vũ? Đúng rồi, chúng ta xóc nhanh như vậy. Rồi chúng ta tắt lửa. Chúng ta cho vào trong cái thố, sau đó chúng ta sẽ nêm nếm gia vị. Nửa muỗng cà phê tiêu trắng xanh, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, một muỗng canh giấm gạo lên men của Ajinomoto. Trộn đều lên. Trộn đều lên như vậy. Đó, chúng ta để nguội. Sau đó chúng ta sẽ ép vô cái khuôn hình trái tim. Chúng ta cần phải nhấn xuống cho nó chặt chẽ, cho nó dễ. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải cắt sợi nhuyễn. Thì chúng ta ép ha, thì những cái sợi nó mới dễ, mới chắc mở cửa trái tim. Yeah. Wow. Thưa các bạn, chúng ta dùng sốt mayonnaise Aji Mayo có nắp kép để trang trí được đẹp hơn nha các bạn. Chúng ta gắn ở đây những chiếc lá húm lủi ha. Và thưa các bạn, món salad này là món ăn khai vị, món ăn đầu bữa. Và chúng ta có thể dùng kèm chung với lại bánh mì nướng tỏi hoặc bánh mì nướng bơ. Rất là hấp dẫn. Món salad hài hòa vị chua, ngọt béo, thơm lừng mùi ớt chuông nướng. Có nhiều màu sắc tươi tắn bắt mắt. Một món Valentine đủ cung bậc tình yêu.